Các bộ trưởng quốc phòng Nga và Belarus vừa ký thỏa thuận về các thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của Moscow tại một cơ sở cất giữ đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Đồng thái trên lập tức vấp sự chỉ trích của Mỹ khi Washington coi đây là hành động mang tính khiêu khích và thiếu trách nhiệm. Các bộ trưởng quốc phòng Nga và Belarus vừa ký thỏa thuận về các thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của Moscow tại một cơ sở cất giữ đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Lễ ký thỏa thuận diễn ra hôm 25 tháng 5 tại thủ đô Minsk của Belarus. Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh các biện pháp do Nga và Belarus tiến hành tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có. Theo hãng thông tấn TASS, ông Shoigu và người đồng cấp Belarus Viktor Grenin cũng thảo luận về tình hình quân sự, chính trị hiện nay cũng như các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Cũng trong ngày 25 tháng 5, thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean Pierre cũng tuyên bố trong cuộc họp báo rằng thỏa thuận vũ khí hạt nhân nêu trên của Nga và Belarus là một ví dụ nữa cho thấy Moscow đang đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm và khiêu khích thư ký báo chí nhà trắng cho biết mỹ vẫn giữ cam kết phòng vệ tập thể của liên minh nato và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tuy nhiên phát ngôn viên của mỹ thừa nhận hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân và washington cũng chưa có lý do để điều chỉnh chính sách hạt nhân của mình